Hello, em Khánh Vân Điểm xin chào toàn thể quý anh chị khách hàng. Và hôm nay em Khánh Vân Điểm xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị khách hàng một mẫu ghế bập bênh mà em Khánh bán năm 2023 vô cùng là nhiều. Và đến bây giờ lại em lại bắt đầu làm trở lại và đang sẵn hơn 100 chiếc để giới thiệu cũng như là để chào hàng đến tất cả các showroom cửa hàng cho mọi người cùng xem và ngắm. Bên cạnh là một mẫu ghế bập bênh giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đấy là một mẫu sản phẩm hàng tiêu chuẩn xuất Trung Quốc của em Khánh. Mọi người có thể cảm nhận em có làm cả đệm để cho mọi người làm cả đệm nhé. Đấy, cho mọi người xem cái chất vân trước. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về chiếc ghế bập bênh thư giãn này của em thì hãy liên hệ ngay cho em Khánh Vân Điểm để sở hữu được nhé. Da là da cao cấp Hàn Quốc. Đấy, da đệm dày 5 phân cm. Bập bênh thư thái rất chi là nhẹ nhàng thôi, không có bập bênh mạnh, và kể cả bập bênh mạnh thì cũng không bao giờ gọi là bị lật ra đằng sau nhé các bác nhé. Đây là sàn nhà rất chi là trơn, mọi người ngồi lên thoải mái. Và đằng trước thì em Khánh có làm massage chân này mọi người này, có làm massage chân, đệm thì vô cùng là dày dặn, hàng hoàn thiện rất chi là kỹ. Và tặng thêm anh chị cả chiếc gọi như là gối tựa lưng. Đấy, một mẫu sản phẩm này giá chỉ có hơn 6 triệu thôi các bác nhé, hơn 6 triệu thôi. Và hoàn thiện bao ship toàn quốc cho mọi người để mọi người sử dụng. Đấy, hàng mộng là mộng kết nối, mộng tàu, mộng thủng nhé mọi người nhé. Thì nên là mọi người yên tâm luôn, mộng thủng 100%. Ngồi bập bênh thư giãn này. Anh chị có thể là liên hệ ngay cho em Khánh Vân Điểm để chốt số lượng. Em Khánh Vân Điểm thì có dùng hai số điện thoại. Và số điện thoại đầu tiên là em sẽ đọc cho quý anh chị này: 0961 384 061. Và số điện thoại thứ hai của em Khánh là 0865507206. Hai số điện thoại của em Khánh đều sử dụng Zalo cá nhân để cho quý anh chị kết nối Zalo để trao đổi công việc. Các bác có thể là liên hệ đặt các cái mẫu sản phẩm bàn ghế đồ gỗ hàng cao cấp tiêu chuẩn xuất Trung Quốc nhé, để em Khánh có thể là phục vụ được toàn thể quý anh chị khách hàng. Rồi, video giới thiệu của em đến đây là kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác có quan tâm đến mẫu sản phẩm ghế bập bênh nào khác thì có thể vẫn cứ là liên hệ cho em Khánh Vân Điểm nhé. Xin chào mọi người.